nói đã là đại lý bảo hiểm thì mình phải là MDRT, cho nên đạt được danh hiệu MDRT đã giúp tôi khẳng định được thương hiệu cá nhân của mình trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Danh hiệu MDRT là một cái danh hiệu rất là cao quý của cái ngành bảo hiểm, và khi mà một người đại lý trong cái ngành bảo hiểm thì Trang nghĩ ít nhất một lần cũng nên là MDRT để mình có cơ hội đi thị trường, mình có thể gọi là thể hiện đẳng cấp với những đại đồng nghiệp là công ty bảo hiểm nhân thọ, những công ty bảo hiểm nhân thọ khác. Danh hiệu này rất có ý nghĩa đối với tôi, không phải đối với riêng tôi mà tất cả các hệ thống anh chị em đại lý của tất cả các ngành trong cái lĩnh vực bảo hiểm đều mong muốn để đạt được MDRT, siêu ti và tiêu ti. Tại vì đây là cái danh hiệu mà được Hiệp hội Bảo hiểm Thế giới xác nhận cho mình. Danh hiệu MDRT, COT và TOT nó có ý nghĩa với Trang về hai lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực đại lý thì Trang khẳng định được cái thương hiệu của mình trong cái ngành bảo hiểm, cái hình ảnh của mình. Và ở cái lĩnh vực cấp quản lý thì nó giúp Trang có thể dìu dắt đội ngũ cấp quản lý hiện tại với vị trí là DM, là trưởng ban kinh doanh của công ty bảo hiểm AA. Thì Trang nghĩ mình sẽ lèo lái những thành viên trong đội nhóm của mình hướng đến cái mục tiêu MDRT, COT hoặc TOT bằng cái tấm gương hiện tại chính là bản thân của mình. Đối với tôi, MDRT là một cái danh hiệu mà nhờ vào đó sẽ làm cho khách hàng mình tin tưởng mình hơn, và từ đó tôi sẽ có thể phục vụ khách hàng mình tốt hơn. Nếu mà mình đạt được MDRT, COT hay là TOT thì khách hàng tiềm năng của mình rất là dồi dào. Tôi đã là MDRT 2020 rồi, thì mục tiêu cho năm nay của tôi sẽ là COT hoặc là TOT. Năm 2020 này á, mục tiêu của Thu Trang là tiếp tục ở mãi cái đẳng cấp là TOT như năm 2019 vừa rồi. Năm nay thì tôi cũng đặt mục tiêu là TOT của 2021. Trở thành một MDRT nó rất là tuyệt vời mọi người. Tôi sẽ là MDRT 2021.